Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, kem nhà đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh có chuẩn bị một số nguyên liệu để làm trà sữa. Thì bữa nay là Linh làm cái trà sữa chân châu trái cây. Thì để làm chân châu trái cây ở đây thì Linh có xay xoài nè, dưa hấu. Thì mình có thể là dùng khóm, mít tùy theo mình thích thôi. Thì bữa nay là Linh không có đi chợ, ở nhà có hai loại này nên là Linh làm hai loại này à. Bên đây thì Linh có chuẩn bị thêm tắc nè. Ở đây thì có thêm một cái hộp đào nữa. Thì làm trà đào, trà tắc là làm tổng hợp tất cả các loại trà luôn á. Thì bây giờ là Linh bắt nước, chắc nước sôi rồi, Linh chuẩn bị pha trà. Thì để pha trà là Linh sẽ cho trà vô cái túi. Wow, nước sôi rồi đó. Nước sôi mạnh vậy mình để trà vô mình pha cho nó nhanh. Đây là Linh sẽ cho trà, này là trà lài nè. Khoảng 100g trà lài với 400g trà đen. Mình trộn trà lài với trà đen lại để lát cái trà sữa của mình nó thơm hơn. Bình thường thì pha trà đen không cũng được, nhưng mà nó không có cái mùi thơm. Mình thêm trà lại vô thì mùi nó sẽ thơm hơn. Linh sẽ rút lại. Mình có cái túi này mình pha trà nó dễ, nó tiện. Mấy cái trà nhỏ nhỏ nó cũng không có bị rớt ra ngoài nữa. Linh buộc chắc lại xong rồi Linh sẽ bỏ vô cái son nước sôi này. Cái này là Linh nấu tầm 4 lít nước á. Tại vì cái trà này là Linh vừa nấu để pha trà sữa, rồi trà đào, trà tắc nên là nấu nhiều. Vừa bỏ vô cái bắt đầu cái trà nó tan ra nè. Thường nếu như mà ở quán bán thì mình sẽ dùng cái ấm đun siêu tốc, mình nấu nước sôi rồi mình đổ vô trà mình ngâm cũng được. Ở đây thì Linh dùng bếp nên là Linh để trên lò Linh nấu luôn để cho trà nó tan nhanh hơn. Sau khi mà trà nó tan vậy nè thì Linh sẽ đậy nắp lại ủ. Đối với trà đào, trà tắc thì mình ủ 15 phút, trà sữa thì mình sẽ ủ 30 phút. Linh nhắc xuống, Linh để qua một bên. Giờ Linh sẽ làm cái chân châu trái cây. Thì chân châu trái cây ở đây là Linh có chuẩn bị một bịch bột năng. Thì 1kg thì Linh sẽ chia ra mỗi loại thì Linh sẽ làm nửa ký. Linh cho vô đây khoảng 400g. Còn 100g thì Linh sẽ cho vô cái chảo ở bên này. Để lấy chùm bột để giúp mình hả quậy bột nhanh hơn. Sau khi mà Linh cho 100g bột vô thì Linh cho trước tiên là cái nước dưa hấu này vô. Linh làm cái chân châu dưa hấu trước. Sau khi cho cái dưa hấu vô thì mình sẽ dùng đũa mình khuấy cho cái bột này nó tan ra. Cho bột tan hết thì mình mới bắt lên bếp mình nấu. Cái màu lúc này đẹp nè. Lát cái chân châu của mình nó sẽ ra màu đỏ đỏ. Không có dưa hấu thì mình có thể là dùng thanh long ruột đỏ thì cái màu nó còn đẹp hơn nữa. Giờ bột tan rồi, mình bắt lên bếp mình nấu. Linh khuấy hồi nãy giờ thì lúc này là cái bột nó trong lại, nó đặc thành cục như thế này nè. Thì Linh sẽ lấy cái chảo này xuống và bỏ vô cái số bột năng sống mà mình chuẩn bị nè. Đây là cái bước lấy chùm quan trọng để giúp cái mình làm cái chân châu nó dễ thành công hơn. Hoặc là mình dùng nước sôi cũng nhồi cũng được nữa, mà nước sôi nhồi thì nó khó hơn. Rồi, giờ thì lúc này là cái bột nó đang nóng nha. Mình dùng tay mình nhồi nhưng mà nhồi cẩn thận. Mình sẽ lấy cái bột mình áo áo từ từ thôi. Đừng nhồi gấp quá là phỏng tay á. Linh nhồi hồi nãy giờ thì lúc này là cái bột nè, nó gión thành cục thì mình sẽ ngắt một khúc để mình ve. Vừa tay nè, Linh để ra tấm thớt cho dễ ve. Tấm thớt này thì Linh cũng có áo bột năng rồi, để cho nó đừng có dính. Cái này mình thích làm chân châu bự nhỏ thì mình ve cái sợi dài ngắn tùy theo ý thích của mình thôi ha. Ve xong mình cắt hai cái đầu này bỏ không? Qua đây. Cái bước
trân châu này thì rất là đơn giản, dễ làm. Linh xe tròn xong á thì lúc này là mình sẽ cắt trân châu ra. Nếu bạn nào mà có thời gian thì mình xe thành viên, còn nếu mình không có thời gian thì mình làm cách này thì sẽ nhanh hơn. Để trân châu ngoài gió hồi nãy giờ lúc này là nó cứng ngắc cứng còng luôn rồi. Rất là nhanh chứ ngồi ve từng viên lâu lắm. Mấy cái nó dính dính là mình gãi gãi cho nó dằn ra để em thời lát nó dính lại làm cục trân châu nó to, hút ống hút không có lên. Cái màu dưa hấu nó lên màu hồng hồng đẹp dễ sợ luôn. Ở bên đây thì Linh có làm cái trân châu xoài nữa. Xoài thì nó ra cái màu vàng nè, Linh cắt sẵn này. Ở đây lúc này là Linh bắt cái nồi nước, nước nó sôi rồi để Linh bỏ cái trân châu xoài vô nấu trước. Trân châu này thì mình nấu tầm khoảng 15 phút, tại vì bột hồi nãy là lấy trùng rồi nên là nó rất là nhanh chín. Trong lúc mà đợi trân châu chín thì Linh qua đây, Linh sẽ pha trà. Trà ngâm hồi nãy giờ cũng lâu rồi đó. Linh sẽ lấy cái bịch sắc trà này ra, dắt hết cái trà trong đây. Ở bên đây là Linh có phân ra hai loại nè, hai cái này là Linh lấy ra trước để tại vì mình pha trà đào với trà tắc á, để lâu quá nó sẽ bị đắng. Còn trà sữa thì mình phải ngâm lâu để cái trà nó thơm với nó đắng. Sau khi mà lấy xác trà ra thì Linh sẽ cho sữa đặc vô. Cái này tầm 2 lít nước trà thì mình sẽ cho 500g sữa đặc. Sau khi cho sữa đặc thì Linh sẽ cho khoảng tầm 100g sữa tươi có đường của TH Chumil để tăng cái độ béo cho trà sữa. Vậy là để cho cái trà sữa nó béo hơn thì mình sẽ để trà sữa trong tủ lạnh tầm 1 tới 2 tiếng. Và Linh để qua một bên, để lát Linh đem Linh để vô tủ lạnh. Lúc này thì Linh qua đây Linh sẽ pha cái trà tắc với trà đào. Trà tắc với trà đào thì pha cũng rất là đơn giản. Linh sẽ cho vô đường. Này mình cho nhiều nhiều đường xíu. Này là Linh ngắm chừng à, tại vì Linh pha quen tay rồi đó. Nếu như mà mình chưa pha quen á, thì nó sẽ có công thức cụ thể. Linh cho đường vô hai bên luôn. Tại vì công thức pha trà đào với trà tắc thì nó cũng tương tự nhau, nhưng mà trà đào thì mình sẽ có thêm nước đào. Sau khi mà cho đường á thì Linh sẽ cho cái nước đào vô cái phần trà đào trước. Ôi, cái này nó cứng quá. Mình cho vô đây một xíu nước đào. Linh dùng cái nước đào này thay cái syrup á. Nếu như mà người ta bán thì người ta sẽ dùng cái syrup đào nữa. Sau đó thì mình sẽ quậy lên cho nó tan đường, tan cái syrup ra. Để cái trà đào của mình thơm hơn á thì Linh sẽ cho vô đây khoảng tầm 3 trái tắc để cho nó có vị chua chua với nó thơm.
Vậy là cái trà đào pha xong rồi đó. Khi nào mà mình làm á thì mình sẽ bỏ miếng đào vô. Ở bên đây trà tắc á thì Linh cũng bỏ đường xong rồi, thì mình sẽ nặn tắc vô. Với 1 lít trà thì Linh sẽ cho khoảng tầm 400g tắc. Dạ, Linh mới vừa pha trà tắc xong á, thì ở đây là trân châu rồi, Linh cũng nấu xong rồi. Thì chiều nay là dọn ra bán trà sữa trân châu. Ở đây thì có trân châu đen nè, phô mai rau câu, rồi thạch trái cây, thì có xoài với dưa hấu. Rất là ngon luôn bà cô chú các bạn. Chiều chiều mát mát ngồi bán trà sữa. Chiều nay bán trà sữa, trà đào, trà tắc. Bạn ơi, hút hút à? Cho em một ly trà sữa. Trà sữa ha. Hai đứa là hai ly ha. Bán trà sữa, trà đào, trà tắc. Chở bạn đi, mình muốn gãy cái giỏ luôn vậy thôi. Bạn chở mình muốn gãy ra làm hai luôn vậy. Mình khuyến cáo bạn nên giảm cân. Quá giòn. Dịch mà, nhà phải cân cân chứ. Ở nhà bạn còn uống sữa không? Cưng hai ly còn cưng một ly hả? Em một ly, nhỏ là hai ly. Vậy là hai đứa là ba ly phải không? Đợi làm cho bạn cái mà mới tới cưng nha. Bên kia kìa. Đây, trà đào. Người mua nhiều sữa. Vậy là cưng lấy 3 ly phải không? Mỗi thứ 1 loại. Bao nhiêu ly nhiêu chứ? Trà tắc 3.000, trà đào 4.000, trà sữa 5.000, đúng rồi đó. 12. Cho thêm lớp trân châu lên trên cho nó đẹp, cho có màu mè. Em bỏ lên. Thôi sát đi. Ngày nào ghé mua đồ ăn cũng nhớ mẹ chơi vậy đó. Hai ly, cái này là bọc đựng hai ly. Rồi. Của cưng nè. Cưng lấy đi. Rồi cái này của cưng nè. Của cưng 5.000 bỏ vô đó em trai. Rồi cảm ơn nha, bỏ vô đó ha. Rồi của cưng là trà sữa, trà đào, trà tắc 3 loại đúng không? Vậy chỉ làm trà tắc với trước ha. Trà sữa sau. Phải lắc lên nó mới thơm, nó mới đều. Ly này không có đào là trà tắc nha. Về để ý, còn ly có đào là trà đào. Thợ chuyên nghiệp. Ôi má ơi. Chứ tin chứ lên chín sao mà vừa đủ cái ly luôn vậy. Đúng rồi. Chuyên nghiệp mà. Cô cưng còn thêm ly trà sữa nữa phải không? Trà sữa bỏ đầy đủ thạch phải không? Dạ. Đủ tất cả mọi thứ. Rồi. Bỏ luôn. Bạn về bỏ luôn hả? Đi học về chung phải không? Mấy đứa là học chung lớp không? Dạ. Học riêng hả? Yeah. Muốn ăn cái nào nhiều thì dặn chứ bỏ nha. Dạ. Bỏ nhiều cũng được. Đầy ly thôi ha. Dạ. Bị chèn quá. Rồi, của cưng là 5, 9, 12 nghìn, phải không ta? Ừ, đúng rồi. Còn ly nó chế đựng cái bọc 1 ly. Cầm giùm chế cái này. Nặng không? Bên này đi bộ hả? Xe đạp đâu? Dạ, xe đạp.
xe gì thấy hư suốt mùa thu vậy? Ống hút chứ bỏ bên kia nha. Rồi. Dạ, cảm ơn cưng. Ừ. Chị Linh bán trà sữa, trà đào, trà tắc. Dạ, đi nhiêu trái? Trà sữa 5.000, trà đào 4.000, trà tắc 3.000. Vậy bán em đi 2 ly trà sữa. 2 ly trà sữa ha. Đầy đủ thạch ha. Dạ. Rồi, đợi. Ừ, cưng lấy tiền thói lên chế, lấy lại 10.000. Về uống liền nha, để nó tan ha. Chị Linh bán trà sữa trân châu cái cây với trà đào trà tắc. 4 ly trà sữa hả? Rồi, cảm ơn cưng. 4 ly trà sữa hả Vy? Đầy đủ thạch ha. Rồi, đợi xíu xíu. Hai ly. Chắc chưa? Lát chạy lại mua thêm nữa là hết đó nha. Bỏ đá hết hay là đá riêng? Uống liền không? Một ly khỏi đá ha. Còn như là bỏ đá hết. Dạ. 3 ly luôn ha. Về rồi về đẵng đập đá cho em nha. Này trân châu xoài, trân châu dưa hấu. Cầm giùm trái hai này. Ly ở trên này của cưng là về uống liền nè. Rồi, cảm ơn. Chị Linh bán trà sữa, trà đào, trà tắc. Trà đào ha. Ừ, đậu xe vô để xe người ta chạy tới.
có muốn ăn thêm trân châu không? Chứ cho thêm. Cái này trắng chứ. Này hả? Cái này là rau câu phô mai. Khuyến mãi thêm. Rồi, gửi cân. Rồi, cảm ơn cân. Nay mình bán trà sữa không vậy? Bán trà sữa, trà đào, trà tắc. Ồ, bữa nay đi siêu xe luôn, dữ thiệt. Một ly trà sữa full topping. Một trà sữa full topping à? Thấy xe khách Lâm thấy sợ quá. Xe chạy vậy có khi nào chống chân không tới không? Sao thấy yên cao quá vậy? Nhiêu chứ? Trà sữa 5.000. Rồi em lấy 15.000. Uống luôn hay là đem về? Bỏ bọc cho đạp xe về. Vậy lấy muỗng múc ăn một ché nha. Rồi gửi cân. Em cảm ơn chú lên. Rồi cảm ơn cân. Chú mình đem về. Giờ hết khách ông bà cô chú các bạn ơi. Chiều làm hơi trễ, bán hơi trễ. Giờ Linh sẽ làm một ly để uống thử. Cho trân châu trước. Sẽ cho trà sữa. Hai ly trà sữa hả? Đợi chế xíu. Tính đâu hết khách rồi làm uống. Uống đầy đủ luôn hả cưng? Hai ly 10.000 bỏ vô em trái. Trà sữa không Thịnh? Mấy ly, mấy ly. Ta gấp mà, ta gấp để ta mua trà sữa mà. Ngồi ghế mua trà sữa, uống mấy ly. Uống mấy ly anh Thịnh ơi. Rồi chứ gửi cưng. Rồi cảm ơn cưng. Thịnh mua uống mấy ly nè. Nó sát vô con xe đó. Cô ba định làm cô ba uống rồi nè. Nè cho Thịnh ly này nè. Rồi cô ba làm ly khác. À đi cô ba cho. Ồ giỏi quá. Nè định làm cô ba uống cho con trước. Rồi vậy đi cô ba làm trà đào cô ba uống. Rồi mình đi vô. Rồi vô thôi, ngồi đây uống. Ngồi đây hả, vô. Ngồi đây để câu khách cho cô ba đi. Hút lên nổi không, ống hút bự quá à. Nổi mà, hút dữ, hút dữ. Ngon không? Ngon không? Ờ la kỳ, uống là uống đi còn la kỳ nữa. Tính làm ly trà sữa uống Thịnh ra cho Thịnh cháu uống trà đào không cha? Nè làm cho cha ly trà đào nè. Trà sữa thím ơi. Dạ. Lâu rồi mới thấy thím qua bên phía này ha. Xanh em bé rồi cái ở nhà luôn hả? Ê cha. Thím uống trà sữa hay là trà đào trà tắc? Vô à, dạ.
Ly trà sữa, ly trà đào nha. Thịnh ngồi đó uống luôn hả? Ông cô nói Thịnh này. Đi uống cũng có Thịnh, đây cũng có Thịnh nữa nè. Dạ, một ly trà sữa 5.000, trà đào 4.000, 2 ly 9.000. Coi anh ngồi nấu, anh hút kìa. Dạ, trà đào, trà sữa, trà tắc. Trà sữa 5.000, trà đào 4.000, trà tắc là 3.000. Ngồi xe luôn. Dạ, 2 ly trà đào. Rồi, đợi con xíu. Ngon uống khí thế luôn nè. Dạ. Mà uống hút hơi bự, hút hơi mệt. Hút nãy giờ hết nửa ly rồi đó. Uống trà sữa của ba làm xong mỏ nhọn. Dạ, thím bỏ vô đây là lấy tiền thối không con? Rồi, thím 2 ly trà đào ha. Dạ. Rồi, bài tiền luôn ơi. Dạ, con cảm ơn thím. Dạ. Uống nãy giờ hết ly trà sữa luôn rồi đó. Đi này hơi lưng. Chăm thêm miếng. Dạ 2 ly 8 nghìn. Để con đem ra cho thổi mắt con xuống. Dạ. Rớt cái miếng giấy. Dạ rồi con cảm ơn thím. Thịnh uống no chưa con? Ngon không? Cho cô ba xin miếng không? Linh cũng làm ly, Linh uống đây. Hồi nãy tính làm cái Thịnh ra cái cho Thịnh. Thịnh nãy giờ uống gần hết ly trà sữa luôn mọi người chú các bạn. Nhà chân trâu đồ nữa. Rồi cô ba uống cái. Wow, cô ba làm ngon quá. Giờ này chắc hết khách này. Tối tối xíu nữa mới có khách không bà cô chú các bạn. Còn trà đào cũng nhiều á. Trà sữa ở đây còn cũng nhiều đây nè. Một lát cái khách đi la ga vậy để lên coi thử chiều nay bán được nhiêu tiền. Thấy Linh ạ cái đó, thấy Linh đếm tiền cái ạ. Lại coi. 20, 30, 40, 50, 50, 70, 80, 80, 90, 100, 101, 102, 2, 4, 6, 8, 10, 103, 2, 4, 6, 8, 10, 104, 2, 4, 6, 8, 10, 105, 2, 4, 6, 8, 10,
161.000. Vậy là chiều nay Linh cũng bán được 61.000 bà cô chú các bạn. Tại vì vốn của Linh là có 100.000. Bây giờ thì Linh ngồi đây xíu, Linh bắt đèn lên để coi có ai đi ngang thì Linh bán. Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ vào những cái video tiếp theo nha.